Kính chào quý khán thính giả của đài Lê Rô Sài Gòn TV. Chúng tôi còn một vài phút nữa thì chúng tôi muốn làm những cái tóm tắt ngày hôm nay. Chúng tôi trình bày với quý vị những cái đề tài. Thứ nhất đó là cái buổi đi bộ vào ngày thứ Bảy 10 tây tháng 9 2016 tại My Square Park. Số phone gọi để ghi danh trước là 949 436 9355. Xin quý vị hãy đồng hành cùng với chúng tôi. Thì cái buổi đi bộ ngày hôm đó đó quý vị rất là vui nhộn. Chúng ta sẽ có thức ăn, chúng ta có nước uống, chúng ta có chương trình văn nghệ. Và khi chúng ta đi bộ như vậy đó, thì đi bộ tôi nghĩ đi có khoảng chừng 1 mile, maximum là 2 mile thôi quý vị, không có nhiều lắm đâu. Thì khi đi như vậy thì chúng tôi có được một cái nhóm yoga do bác sĩ Đông Xuyến mời dùm. Thì khi chúng ta đi bộ, chúng ta vừa đánh đàn guitar, chúng ta vừa hát, và chúng ta sẽ có những cái khẩu hiệu để cho đồng bào mình, những người đi tham dự cũng như những người mà bộ hành, để thấy rằng có những cái khẩu hiệu như là xin quý vị hãy nhìn chúng tôi với cặp mắt yêu thương. Bệnh tâm thần là bệnh có thể được quản trị một cách chặt chẽ. Đại khái có nhiều cái khẩu hiệu như vậy. Và chúng tôi sẽ có xổ số nữa quý vị. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là ai cũng thích đến đó để mình có một cái số may, mình được một cái món quà khi mà mình đi bộ. Thì cái tầm quan trọng của đi bộ của chúng tôi thực sự đó quý vị là để gây cái sự chú ý, tạo thêm cho đồng bào mình ý thức được cái những người bị bệnh, có cái tâm bệnh, thực sự họ cũng nhiều khi họ cũng bị mặc cảm lắm. Do đó quý vị làm sao để cho những người này đừng có bị mặc cảm nữa. Và cái vấn đề gây quỹ thì là một cái phương tiện thứ hai mà chúng tôi nghĩ tới thôi. Do đó khi quý vị đi bộ thì quý vị có thể đóng góp một phần nào, bao nhiêu cũng được hết trơn á. Do đó quý vị thấy là trong khi chúng tôi kêu gọi quý vị ghi danh mà chúng tôi không có nói vấn đề tiền bạc gì hết. Cái lý do là tại vì tiền bạc chúng tôi rất là cần, nhưng mà nó là cái thứ yếu chứ không phải là cái tầm quan trọng là để cho quý vị thấy là cái buổi đi bộ nó có những cái hữu ích rất là tốt và chặt chẽ, để chúng ta cùng nắm tay lại với nhau để chúng ta hỗ trợ những cái người có tâm bệnh. Peter có cần bổ túc thêm gì cái buổi đi bộ này nữa, Peter giúp cho anh. Dạ thì anh Tánh nói cũng rất là chi tiết và đầy đủ về cái ý nghĩa của ngày đi bộ. Thì Peter chỉ nhắc lại là chúng ta đi là chúng ta nói lên một điều rất quan trọng là chúng ta cùng đồng hành và chúng ta muốn hỗ trợ cho những người có tâm bệnh. Và chúng ta muốn họ có lại cái cuộc sống được bình thường. Chúng ta nói với họ rằng họ có hy vọng để được đi điều trị. Họ nên đi điều trị. Mình sẽ yêu thương họ chứ mình không có ruồng bỏ họ. Đó. Rất là quan trọng. Dạ. Rồi xong bây giờ thì nhà Peter nói thêm lại chút xíu về cái trung tâm phục hồi mà hồi nãy mình đưa ra, mình nói đó là cái tin vui cho cộng đồng của mình đó. Yeah. Cái tin vui này thực sự nó là tin vui thật, là tại vì cộng đồng mình đã tranh đấu từ năm 2007 cho tới bây giờ, cho tới năm nay mới được có cái trung tâm này. Dĩ nhiên không phải do hội làm ra được, nhưng mà cái tiếng nói từ các vị mà sáng lập viên đã lên tiếng từ năm 2007, và chúng tôi cũng theo những cái bước đó, chúng tôi cũng đã đi ra ngoài public để chúng tôi kêu gọi cái sự để ý của chính quyền địa phương cũng như là tiểu bang, lưu ý là chúng tôi cần có trung tâm trong cái khu vực Little Sài Gòn của chúng ta. Peter nói thêm về những cái chi tiết. Dạ thì cái trung tâm này là dành riêng cho những người mà có tâm bệnh, mà thí dụ mà đang thí dụ ở nhà mình cũng chưa có nhiều sinh hoạt hàng ngày, thì mình có thể bỏ ra một ngày khoảng chừng vài tiếng đến đây để mà đi dự những các lớp mà người ta đang có. Và khi mà chúng ta khi đi ra ngoài như vậy thì có rất là nhiều cái lợi ích, là mình là người là họ có thể ra ngoài sinh hoạt, biết thêm những người bạn bè mới, tập những cái cách xã giao mà nhiều khi mà vì sau khi bệnh rồi nó không còn nữa. Và học thêm những và từ những cái lớp học đó mình học những cái skill, những cái khả năng mới để mình sống, để mình biết thêm, vân vân. Những cái lớp học đó là đại khái tiêu biểu là cái gì, Peter? Dạ thì theo như Peter được biết là hiện tại họ có lớp về computer, lớp về âm nhạc, về nấu ăn, về dance,
Rồi có nhiều khi họ tổ chức đi 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 chơi dã ngoại ở ngoài nữa cũng có đó. Ở đó có rất là hay đó. Quý vị thấy đó, cái mục đích để cho cái người có tâm bệnh đi ra khỏi cái môi trường ở nhà, cái môi trường mà họ được bị coi như là che kín ở trong đó, họ đã nhìn từ ngày này qua ngày kia thì cái tinh thần của họ nó càng ngày nó càng bị sa sút. Do đó khi mà mình bước ra được khỏi nhà, nội bước ra khỏi cái nhà mình nhìn trên bầu trời màu xanh chẳng hạn, mình thấy cái cuộc đời của mình nó có một cái màu xanh. Và khi đến cái trung tâm này thì những người này cũng có cái tâm bệnh như chúng ta. Đây là cái nơi mà chúng ta có thể sẵn sàng để chia sẻ được với nhau một cách rất là dễ dàng. Bởi vì sao? Họ cũng tâm bệnh với mình, họ có thể đồng hành với mình và họ đồng cảm với mình một cách rất là dễ dàng. Và những cái chia sẻ ở những cái nơi này đó quý vị, là nó sẽ ở tại đó, nó sẽ không được phổ biến ra ra ở ngoài. Do đó chúng tôi rất là khuyến khích quý vị nên đưa con em mình đến đó, hoặc quý vị hãy đến đó để tham khảo xem coi cái nơi đó thời gian thời khóa biểu nào tốt cho con em mình để mình đưa đưa quý vị đó đến. Và đồng thời chúng tôi cũng muốn nhắc nhở lại một lần nữa, có những cái số phone rất là quan trọng mà quý vị nên ghi lại. Nhờ Peter đọc giùm cho anh một vài cái số phone đó. Peter đọc Dạ, thấy không? cái số đầu tiên là quý vị có thể gọi khi chúng ta cần những cái dịch vụ về liên hệ tới sức khỏe tâm thần hoặc là những thông tin gì chúng ta cần biết là số 855 OC Links, 855 OC Links. Và cái số sau cùng, số thứ hai là cái số của các team, là khi mà mình thấy người người thân của chúng ta mà có tâm bệnh đang cho cái lúc mà kêu là không còn kiểm soát được nữa, mà có thể họ có thể làm những gì đó mà gây hại tới họ hoặc là tới người thân trong nhà, thì chúng ta gọi cái số ở dưới là hai số, một số là 866 830 6011, số thứ hai là 714 517 63 53. 53 517 6353, và họ sẽ có một người nhân viên chuyên nghiệp về bệnh tâm thần đến để mà assess, để mà xác nhận xem người thân chúng ta có đủ điều kiện để mà nhập viện hay không. Và sau đó họ sẽ làm những giấy tờ để mà đưa người thân chúng ta vô bệnh viện tâm thần để được điều trị, để được ổn định lại cái triệu chứng bệnh của họ ở trong đó. Thì đây là những cái số rất quan trọng, chúng tôi rất mong quý vị hãy ghi lại nha quý vị. Và đồng thời thì chúng tôi lúc nào cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã và đang sát cánh với hội của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần thêm một cái số ngân quỹ nho nhỏ nữa để chúng tôi có thể mở thêm những cái lớp học trong trong năm, và để chúng tôi có thể có một số tiền để mà in ấn những cái bài học, cũng như như là có một số thực phẩm nhẹ cho tất cả các anh chị em đến dự những cái lớp học đó, để chúng ta có một phần gì chia sẻ cho nó có vẻ nó vui thôi. Dẫu rằng là như vậy nhưng mỗi cái buổi học vậy thì chúng tôi cũng cần một cái số tiền nho nhỏ, và một cái khóa học như vậy thì kéo dài 10 12 tuần. Thì quý vị thấy đó, chúng tôi vẫn sử dụng cái PO Box là tại vì chúng tôi vẫn chưa có một cái địa điểm riêng biệt nào để có thể hoạt động được. Chúng tôi cũng mong rằng cái ngày đi bộ quý vị đi thật là đông, để chúng tôi dùng cái con số đó đưa lên trên chính quyền của trong quận hoặc là trong tiểu bang cho họ thấy rằng chúng tôi đây là những cái người mà cái số người ở trong quận chúng tôi rất là đông. Do đó quý vị hãy giúp cho tôi tìm một cái địa điểm để chúng tôi có thể sinh hoạt được nữa. Thì một lần nữa, tất cả mọi đóng góp của quý vị sẽ được trừ thuế theo luật hiện hành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới, cũng ngày Chủ nhật từ 2 giờ rưỡi cho đến 3 giờ rưỡi chiều. Ngày Chủ nhật 2 giờ rưỡi đến 3 giờ rưỡi chiều. Peter cho cái lời cảm ơn quý khán thính giả. Dạ, xin cảm ơn khán giả đang nghe đài và hy vọng sẽ được gặp lại mọi người trong ngày đi bộ ngày tháng 9, ngày 10 tháng 9. Xin kính chào quý vị. Xin chào quý vị.